Sử dụng bom nguyên tử không phải giải pháp hàng đầu để bảo vệ trái đất, nhưng mô hình 3D đã hé lộ nó có thể tiêu diệt tiểu hành tinh lớn cỡ 100 mét. Các nhà nghiên cứu đã lập bản đồ quỹ đạo của hầu hết mọi tiểu hành tinh có đường kính từ 1 km trở lên. Theo Megan Braxian, nhà nghiên cứu phòng thủ hành tinh ở Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore, chúng không phải mối đe dọa trong tương lai gần. Thay vào đó, trọng tâm của giới nghiên cứu tập trung vào những tiểu hành tinh tương đối nhỏ, lớn cỡ sân bóng đá, có số lượng cực đông đảo và dễ bị trạm quan sát thiên văn bỏ sót. Một tiểu hành tinh nhỏ như vậy có thể không phải mối đe dọa lớn so với thiên thạch 10 km đâm xuống trái đất cách đây 66 triệu năm. Nhưng thiên thạch phát nổ phía trên Siberia năm 1907 chỉ rộng khoảng 60 mét và sóng xung kích từ vụ nổ đã săn bằng khu rừng rộng 2071 km2. Sử dụng mô phỏng có độ tin cậy cao, các nhà khoa học báo cáo có thể dùng bom nguyên tử 1 megaton tương đương 1 triệu tấn thuốc nổ TNT để phá hủy tiểu hành tinh cỡ 100 mét. Khoảng 99,9% khối lượng tiểu hành tinh sẽ bị phá vỡ nếu phóng bom nguyên tử vào vật thể ít nhất 2 tháng trước thời điểm va chạm với trái đất theo dự đoán. Trong điều kiện lý tưởng, giới nghiên cứu có thể nhận dạng tiểu hành tinh bay về phía trái đất trước nhiều thập kỷ. Khi đó, có thể điều khiển tàu vũ trụ không người lái đâm vào tiểu hành tinh với lực tác động đủ mạnh để chúng bay trạch đường. Biện pháp này sẽ được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm sau trong nhiệm vụ Double Asteroid Redirection Test của NASA. Nhưng biện pháp trên không phù hợp với tiểu hành tinh có thể đâm vào trái đất trong vòng vài năm nữa. Khi đó, việc thay đổi đường bay của nó bằng lực tác động có thể quá chậm trễ. Tiểu hành tinh có thể vỡ thành nhiều mảnh nhỏ và nhiều mảnh có thể rơi xuống các địa điểm trên trái đất. Và việc sử dụng vụ nổ nguyên tử để phá hủy tiểu hành tinh sẽ là biện pháp cuối cùng. Nhóm nghiên cứu đứng đầu là Patrick King, nhà vật lý ở phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng thuộc Đại học Johns Hopkins, lập mô phỏng 3D để kiểm tra liệu vụ nổ bom nguyên tử có thể cứu trái đất hay không. King theo dõi tiểu hành tinh 100 mét bay về phía trái đất theo 5 quỹ đạo khác nhau và phóng bom nguyên tử 1 megaton vào nó trong mô phỏng. Kết quả cho thấy, vụ nổ xảy ra 2 tháng trước ngày va chạm dự kiến có thể đảm bảo gần hầu hết mọi mảnh vỡ của tiểu hành tinh không rơi xuống trái đất. Bất kỳ mảnh nhỏ nào còn sót lại đều sẽ bị bốc cháy trong khí quyển. Một giải pháp khác là phóng lao phá thiên thạch. Một nhóm các nhà nghiên cứu muốn bảo vệ trái đất khỏi viễn cảnh bị thiên thạch phá hủy bằng cách sử dụng phương pháp phóng lao. Kế hoạch này mang mục đích đập vỡ các tiểu hành tinh lớn có khả năng đe dọa đến sự tồn vong của trái đất thành hàng trăm mảnh nhỏ bằng cách phóng một chùm cây lao xuyên thấu vào đường đi của tiểu hành tinh. Mỗi cây lao sẽ dài khoảng 1,8 đến 3 mét, có thể chứa chất nổ, thậm chí có khả năng là chất nổ hạt nhân, để nổ một tiểu hành tinh đang đến gần thành những mảnh tương đối vô hại trước khi nó chạm tới bầu khí quyển của trái đất. Các tác giả cho biết, trận mưa vụn thiên thạch vẫn có thể gây ra thiệt hại đến nhà cửa và con người ở bên dưới. Nhưng thiệt hại này sẽ không đáng kể so với tác động của một thiên thạch lớn, như khối thiên thạch rộng 19 mét phát nổ trên Chelyabinsk, Nga vào tháng 2 năm 2013 với sức mạnh tương đương 30 quả bom hạt nhân Hiroshima. Các sóng xung kích gây ra từ vụ nổ có thể đã giết chết hàng triệu người nếu thiên thạch phát nổ trực tiếp trên một thành phố lớn. Nhưng vụ nổ chỉ xảy ra trên một khu vực rộng lớn bên ngoài thành phố Chelyabinsk, dẫn đến nhiều ca bị thương nhưng may mắn là không có tử vong. NASA đang theo dõi chuyển động của hơn 8.000 tiểu hành tinh gần trái đất có đường kính lớn hơn 140 mét. Tuy nhiên, như sự cố Chelyabinsk cho thấy, các vật thể nhỏ hơn thế vẫn có thể mang sức phá hoại khủng khiếp. Một phần lý do khiến thiên thạch Chelyabinsk nguy hiểm như vậy là do các nhà thiên văn học không thể ngờ rằng nó sắp tới tảng đá nhỏ hơn đáng kể so với các tiểu hành tinh mà các cơ quan vũ trụ thường theo dõi và nó rơi trực tiếp vào trái đất từ hướng của mặt trời, theo NASA. Các nhà nghiên cứu cho biết một lợi thế của kế hoạch là một tên lửa chứa đầy lao xuyên thấu về mặt lý thuyết có thể được phóng trong khoảng thời gian cực ngắn, thậm chí chỉ vài phút trước khi thiên thạch có thể chạm tới bầu khí quyển của trái đất. Nhóm nghiên cứu cho biết, vật thể rơi có kích thước bằng tảng đá không gian rộng 20 mét phát nổ ở Chelyabinsk, Nga, có thể bị đánh chặn chỉ 100 giây trước khi va chạm bằng cách sử dụng một bệ phóng, tương tự như loại được sử dụng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trong khi đó, một thiên thạch có kích thước bằng tiểu hành tinh Apophis rộng 370 mét
có thể được xử lý từ 10 ngày trước khi va chạm vào trái đất theo dự kiến. Công nghệ tên lửa hiện tại như phương tiện phóng Falcon 9 của SpaceX có thể dễ dàng phóng lao nổ tới khu vực xung quanh một tiểu hành tinh như vậy. Nếu những ước tính đó là chính xác thì phương pháp phóng lao sẽ là một kế hoạch bảo vệ hành tinh linh hoạt hơn đáng kể so với sứ mệnh thay đổi đường bay của một tiểu hành tinh gần trái đất bằng cách đâm tên lửa vào nó của NASA. Nhưng phương pháp phóng lao cũng sẽ phải được thử nghiệm rộng rãi để chứng minh thực sự có tính khả dụng, bắt đầu với thử nghiệm trên mặt đất với các tiểu hành tinh giả, sau đó di chuyển đến các mục tiêu thực trong không gian. Hiện tại, chưa có kế hoạch thử nghiệm nào như vậy được đặt ra. Và thành công của phương pháp này cũng phụ thuộc vào khả năng của các nhà khoa học trong việc phát hiện các tiểu hành tinh nhỏ gần trái đất như thiên thạch Chelyabinsk trước khi chúng đi vào bầu khí quyển. Đây cũng là một công việc đang được tiến hành. Nếu không có hệ thống cảnh báo sớm phù hợp, phương pháp phóng lao hay bất kỳ phương pháp phòng thủ hành tinh nào khác đều sẽ chỉ cung cấp khả năng bảo vệ dưới mức tối ưu. Cứu trái đất bằng vệ tinh laser. Phần lớn, các nghiên cứu lá chắn thiên thạch cho trái đất thường tập trung phát triển những vệ tinh khổng lồ có thể mang được nhiều vũ khí để phá hủy thiên thạch. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học thuộc Đại học Strathclyde, những vệ tinh nhỏ kết hợp với nhau cũng có thể phá hủy được thiên thạch có kích thước lớn. Tiến sĩ Massimiliano Vasser và các cộng sự thuộc Đại học Strathclyde đang phát triển hệ thống vệ tinh nhỏ có khả năng bay quanh thiên thạch theo một đội hình nhất định và bắn laser với năng lượng cao và ở khoảng cách gần để phá hủy thiên thạch. Một trong những trở ngại của phương pháp này là rất khó tạo ra nhiều tia laser có năng lượng cao trong cùng một thời gian. Thêm vào đó, khi laser bắt đầu bắn phá bề mặt của thiên thạch, các luồng khí gas và mảnh vỡ từ thiên thạch có thể tác động trở lại vệ tinh và làm hỏng hệ thống laser. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, những trở ngại trên có thể khắc phục. Các cuộc thử nghiệm của chúng tôi đã chứng minh mức độ hư hại thấp hơn dự tính và hệ thống laser có thể tiếp tục bắn phá thiên thạch trong một thời gian dài, theo tiến sĩ Vasser. So với cách sử dụng vệ tinh cỡ lớn, ưu điểm của phương pháp này là có thể tác chiến linh hoạt. Cụ thể, nếu một vệ tinh bị hư hỏng, các vệ tinh khác vẫn có thể tiếp tục bắn phá thiên thạch. Hiện tại, tiến sĩ Vasser và cộng sự cũng đang nghiên cứu ý tưởng sử dụng hệ thống tương tự để phá hủy rác vũ trụ đang ngày càng nhiều trên quỹ đạo trái đất. Tiến sĩ Vasser tin rằng, mặc dù chúng ta đã có thể theo dõi những mảnh vỡ trên quỹ đạo trái đất, nhưng không có hệ thống nào để loại bỏ chúng. Vì vậy, nghiên cứu của chúng tôi có thể là một giải pháp khả thi